Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng đam mê audio trên mọi miền tổ quốc nhé. Như những video trước thì tôi có giới thiệu với quý vị các bạn cùng thông cái dòng bát Peeler bát 25 và bát 20 của chúng tôi về hàng. Và như quý vị các bạn đã biết, dòng bát 25 của chúng tôi có một màu xanh, còn bát 20 thì có màu xanh và màu xám anh em nhé. Và hôm nay thì muốn giới thiệu lại cho anh em test qua cái dòng bát 25 để anh em cùng tham khảo anh em nhé. Và đây trên màn hình quý vị các bạn tham khảo, đây tôi có một cặp bát 25 màu xanh đây anh em. Dòng này dòng bát 25 gân cao su anh em nhé, gân cao su, gân cao su khả năng đàn hồi rất là tốt anh em nhé, mặt chưa, gân cao su, xương này tất cả xương quanh mặt hợp kim anh em nhé, xương hợp kim nguyên khối, củ từ đây nhện này anh em, anh em nhau rất nhện rất chất, củ từ đây. Về mã sản phẩm này là model là P8825 anh em nhé. Dòng này là trở kháng là 8 ôm, độ nhạy là 91 decibel, và dòng này công suất tối đa cho một quả là 250W anh em nhé, một quả 250W. Và tôi sẽ đo kích thước cụ thể cho anh em cùng tham khảo nhé. Ok anh em, rồi rút đây kích thước vành này, đường kính vành con này nó khoảng 26 phân anh em nhé, đường kính vành 26 phân, cả vùi 26 phân nhá. Tôi đưa củ cho anh em nhé. Củ từ là khoảng 16 cm anh em nhé, củ từ 16 cm. Dòng này chiều sâu nó 12 anh em nhé, 12 và 12,5 cả cân mút cao su anh em nhé. Và sau đây tôi test qua một đoạn nhạc để cho anh em cùng tham khảo nhé. Ok, tôi kết tiếp qua đoạn nhạc rồi cho anh em cùng tham khảo. Dòng này tôi test ở môi trường ngoài không có thùng nữa anh em nhé, chất lượng âm thanh thì sẽ không được như là anh em vào phối ghép trong những thùng mà có vách ngăn và kích thước cụ thể cho nó phù hợp với những dòng bát 25 này anh em nhé. Và những dòng này thì anh em có thể về độ chế đóng thùng những dòng loa mới, hoặc anh em có thể thay thế những dòng loa cũ cháy hỏng hoặc kém chất lượng được anh em nhé. Dòng này hoặc ngoài ra một số anh em có thể dùng những dòng này để dòng để làm loa súp đơn anh em nhé, chất lượng âm thanh rất là chuẩn anh em nhé. Đó, và trên đây thì tôi có giới thiệu cho anh em tham khảo cái dòng bát 25. Anh em nào mà có nhu cầu hoặc cần thêm thông tin thì vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận, hoặc anh em cũng có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại 0944737321 anh em nhé. Và anh em nào mà yêu thích video xin vui lòng đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video kế tiếp nhé.